nó ra ngoài nó có xe nó đi, thì con Nhung nó bước ra nó ba ơi, thằng Phúc nó đâm con mà con né chúng, nó chập cái gắn dầu nó gãy nằm đây nè. Con Nhung nó cầm đưa tôi có cái gắn dầu mà, giờ tôi cầm nó thôi con để cái này đi giữ làm hiện trường cho công an xuống tới ghè, ba có điện công an rồi thì hội của ông tôi lo làng rồi tôi ngồi vậy là tôi có điện công an liền. Dạ. Thì công an nó tôi trên đăng trên đường sốt là nó chạy ra xong nó quay trở lại trong 3 phút. Tôi rót ly nước trà về mà nóng quá tôi uống không được, tôi để xuống tôi thổi. Nó chạy xe ù, lần thứ hai nó không đậu xe ngoài đường mà nó chạy ù vô tới chỗ này luôn, có cây mảng cầu đó. Dạ. Yeah. Con gái tôi còn đứng tại gốc cây mảng cầu. Yeah. Nó chạy ù vô thì bánh xe trước ngay con gái tôi rồi. Yeah. Nó bước xuống một cái là sốc cổ mà nó này dao nó sốc cuốn họng luôn. Dạ. Yeah. Còn cái con nhỏ này coi như cái chất phản kháng mà nó dựng ngược nó dễ chết á. Là quất hai cái là vào tới hàng rào, nó đè cổ con gái tôi, nó kẹp với hàng rào luôn. Yeah. Mà khi con gái tôi chết rồi xong là hoàng nó giác dây lồng thọng như con chó giác cái bờ bò. Yeah. Mà tôi đứng tôi nhìn tôi thấy mà tôi làm. Mấy chú nghĩ sao? Yeah. Lúc đó con có nghe nói gì chị nói là ba ơi cứu con. Lúc ba ơi cứu con là lần đầu tiên bị đâm gãy dao. Yeah. Cái lần đầu tiên. Yeah. Chứ không phải lần đó. Cái lần này nó bước xuống là sốc liền. Yeah. Không có la được đâu. Chú nhắm đi. Cái tay này mà ngoé vô cái cổ của mình. Tay này cầm dao xốc từ đây xốc vô, còn chú nhắm la chỗ nào nữa. Dạ. Đi luôn hả chú? Đi luôn. Giải chết, con nhỏ đó giải chết. Ba phát, cái kiểu như nhảy dựng giải chết á. Dạ. Nó chịu không nổi, mới từ ngay chỗ gốc cây mảng cầu mà nhảy ra tới hàng rào. Dạ. Nó nhảy dựng như thế nào, hiểu không? Dạ. Cái người sắp chết thì phải có sức mạnh kinh khủng lắm. Dạ. Ừ. Mới ra tới chỗ gốc hàng rào đó. Đó, mới cầm cái trụ mới đó. Dạ. Chú có thể dẫn đi. Dạ, dạ. Đây nè. À, bây giờ Phong Nguyễn đi và để xem cái chỗ cái hiện trường không bạn quá. Đây có cây mảng cầu đây. Này có cây mảng cầu đây hay chú. Mới đốn nè. Mới đốn bữa đáng nè. Dạ. Thì ở đây con nhỏ này nó sốc đây thì con nhỏ này tôi nghĩ là nó nhảy dựng hai lần là nó ra tới cái trụ này. Đây, đặt cái trụ này xuống nè. Dạ. Cái trụ này thật mới đóng cái trụ mới nè. Dạ. Rồi nó ém ở đây luôn, nó ngồi một đống chỗ này nó ém con gái tôi chết. À, cắt cổ ở trong nhà xong rồi không đâm chỗ đó, đâm hai cây mảng cầu ở đây mà ém chỗ này luôn. Đúng rồi, ém chỗ này. Khi con gái tôi chết nó giác lên dây, nó giác nha chứ không có kéo bỏ nha. Dạ, dạ. Nó giác đàng hoàng, giác ra đâu chú, nó giờ tới ngoài kia nó bỏ xuống chỗ đó. Dạ. Đây nó bỏ xuống chỗ này. Máu chảy đây tới ngoài đây luôn hả? Giữ chú ở ngoài đây dâm chân người ta luôn. Dạ. Quá động luôn. Rồi tới chỗ nào chưa? Nó bỏ nằm xuống đây. À. Đây có những người liệu dũng máu. À. Dũng này dũng máu nè. Dạ hình như cậu vết thăm nè. Nhưng mà tại vì biết sao không? Tôi hốt cát tôi bỏ. Dạ. Cái ngày dựng dạp làm đám tôi sợ đó. Bà con người ta thấy máu tôi diện gì nữa. Tôi hốt cát tôi bỏ đó. Dạ dạ. Đây cô chú anh chị, nãy giờ Phong thì cũng đi xuống đây và chú cũng chia sẻ cái tình tiết cái vụ án mà bữa xảy ra thương tâm là chị Nhung. Đó là máu. Nó giác từ giống về đây đó, hai vũng máu đó. Nhưng mà tôi dám tin tưởng hai vũng không. Nó đâm trong đó chảy máu trong đó. Rồi nó giác từ trong đó ra máu chảy trên đường đi mà tới đây ra đây chảy hai vũng này hết cả máu rồi. Dạ là hết máu luôn. Hết máu luôn. Dạ. Hết máu luôn rồi. Dạ. Là chết rồi. Tôi đứng bên đó một hàng người ta đông lắm. Tôi nói con gái tôi chết rồi là tôi bước qua. Tôi bước qua nó ngồi đây nó chỉ tay chân mình mẻ máu không, nó chỉ mặt tôi. Nó nói ông bước vô rồi ông chết mẹ ông. Dạ, là còn chỉ ông chú vậy câu đó đó. Rồi giờ tôi thục trở lại. Dạ. Tôi nói con tôi chết rồi. Giờ khi công an xuống tới bắt nó tại chỗ này luôn. Dạ, tại chỗ này luôn. Bắt nó đem ra ngoài này quánh nó còng đè nó xuống chỗ này chứ. Dạ, dạ. Công an không quánh nha. Đè xuống chỗ này còng nó lại. Khống chế kìa, là khống chế. Khống chế lại mà chưa có còng. Dạ. Khống chế lại. Ở trên quỹ ban xã mới có một đội thứ hai chạy xuống đem còng xuống còng. Yeah. Còng nó xong nó ngồi về nó chỉ mặt tôi đứng đây, tôi đứng ngay góc cột. Yeah. Chỉ mặt tôi nó đủ mẹ tao chấp nhận ở tù 15, 15 năm tao về tao đâm hết nhà mày luôn. Tao đâm hết nhà mày luôn. Và đồng thời đầu tiên tao đâm mày làm chó đẻ. Thì chú nghĩ sao? Mà tôi chưa nó quánh mặt tay đâu. Dạ. Yeah. Yeah. Giác lên tới đây luôn xa rồi xong rồi bỏ xuống làm gì? Chấn động dư luận luôn nha. Trời ơi. Không ngờ. Có ba ơi kéo như con cái này này đi. Đi mua thiếu thôi. Mua thiếu, người ta thương nó, người ta bán thiếu đồ vật tư cho nó. Cán nền cho nó bán quán cà phê để nuôi con.
Dạ, đó con mới cắn xong 3 bữa nữa chứ. Cái này chú. Đúng rồi. Dạ. Đây đang cắn hả chú? Đó, cắn xong mới 3 ngày nè. Dạ. Dạ. Cắn cái nền này để bán quán nước cho cô bác anh chị. Mà chưa kịp bán luôn. Chưa kịp bán luôn. Mới có 3 bữa hả chú? Đúng rồi, cắn nền mới có 3 bữa nữa chứ. Đó. Trời ơi. Chú thấy bông vậy rồi chú biết nền mới cắn rồi. Dạ. Quá đau lòng luôn. Khi mà cắn 3 ngày mà chưa kịp bán quán nước thì đã như thế sự việc xảy ra như thế này rồi. Thật sự thì bữa nay chú cũng quá bức xúc rồi. Tôi nói thật luôn. Dạ. Hồi hôm này tôi rất sáng lên đi quay lại đốt nhang cho con tôi mà nước mắt tôi không bao giờ nó ngưng được. Giờ đi lên coi đám cháu ngủ rồi sao. Con làm sao đám cháu làm sao luôn. Dạ. Nói thiệt lúc mẹ tôi nhớ là tôi cũng khóc. Nhớ là tôi khóc chứ tôi không cầm đầu được. Con mình đâm dậy nhảy dựng trước mặt mình mà mình không làm gì được, phải bó tay, bây giờ phải nhờ pháp luật, nhờ pháp luật trừng trị lấy lại công bằng cho con của tôi. Dạ. Vậy thôi chú. Còn á, gia đình tôi nói thật không nghĩ đến tiền của cộng đồng mạng, không nghĩ đến tiền của Mạnh Thường Quân. Dạ. Nhưng cái này á, do dân bạn bè xì hồi đi xuống, nó thấy hoàn cảnh này nó tung lên để nó cứu năm đứa cháu. Dạ. Cái vợ chồng tôi không biết gì hết. Nói thiệt luôn, vợ chồng tôi không biết gì hết. Và nhiều người nói vợ chồng con cái tôi bung lên câu like để chụp lời tôi. Ủa? Dạ. Năm đứa cháu tôi rõ ràng. Dạ đúng rồi. Tôi đâu có thê con cháu của người ta. Dạ. Tôi đâu có dựng làm nó mai giả. Dạ. Cái có một sự giả tạo mới là chụp lời. Dạ đúng rồi. Còn này tôi không có giả tạo gì hết. Đau lòng của tôi chưa ai hiểu được cho tôi. Anh em dòng họ tôi về để chửi tôi là thằng ngu. Tao đâm nó chết luôn tại chỗ, nếu mà chú mày đâm nó chết đi. Dạ. Án của chú mày bao nhiêu năm? Thằng con tôi đâm nó chết, đâm đập nó chết rồi. Cái đó tôi gánh hậu quả nặng nữa nè. Dạ. Bỏ lại vợ của nó con nó rồi tôi phải lo nữa nè. Chứ đâu phải mà lúc mà nóng quá mình làm vậy thì nó càng... Tôi cản được. Dạ. Tôi làm được điều đó tôi cản con tôi được. Không quánh nó một bậc thôi. Dạ. Lấy cái bình đó bỏ trà vô lại đi, không thấy bình nước thôi. Rồi, cảm ơn chú. Chú nghỉ đi chú. Tôi nói thiệt, đêm hôm suốt đêm hôm tôi không ngủ được. Tôi mới dọn cơm ra để tôi uống một miếng rượu. Đó, cái chai rượu đó tôi uống có một miếng nè. Còn tôi nằm tôi ngủ chứ. Hai đêm hai ngày là tôi không có ngủ. Còn tôi không ăn được. Tôi châm nước trà cho thật là đậm. Tôi uống chát lưỡi, chát miệng luôn. Để cho chi, để mình không còn nghe đói nữa. Chứ không phải ăn. Mấy ngày nay tôi không ăn uống gì hết. Như nãy đang có miếng canh chua cũng mấy miếng rượu thôi giờ ngủ chứ. Dạ, không ăn uống gì đâu. Tại vì cái sự đau buồn nó lớn quá, sự mất mát nó lớn quá đúng không chú? Đúng rồi. Mới thấy đó mà mất mà. Nghĩ tới đó là nghĩ. Dạ. nghĩ là khóc. Dạ. Còn mấy chú chia sẻ được. Dạ. Mà giúp được đám cháu của tôi thì tôi rất cảm ơn. Dạ. Rất mang ơn mấy chú, nói thật lòng biết rất biết ơn mấy chú. Dạ. Chứ không nhờ cộng đồng mạng, không nhờ anh em chia sẻ lên tiếng kêu gọi thì chắc cũng không có gì, không có được gì đâu. Dạ. Dạ. Chú cũng dám nghỉ ngơi rồi. Dạ. Bớt cái sự đau buồn. Dạ. 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 Con hôm qua là con về trễ nhất, thấy chú cũng mệt nên con về để cho chú nghỉ ngơi rồi. Dạ. Mấy ngày đầu á chạy vô chổng lo cái chỗ con nghỉ á. Dạ. Lại xin đầu này xin được kia lo đủ thứ hết rồi, đám này tôi đâu có dự đâu, rồi tôi lo hết công việc xong rồi về đuối rồi nghỉ rồi. Dạ. Tôi tưởng đâu giái trời Phật, trời mưa trời nắng đi đặng mình đưa con đi vô nè, vô cho nó dễ nó khô, ngồi đâu trời mưa xuống ngày qua lội ầm ầm ở chổng. Dạ. Lầy lúc đường xa thôi vất vả, bà con cô bác biết bao nhiêu nói. Hình có cô bác hiến cho miếng đất với mà cô bác giúp đó cái chỗ của chùa bên đây, của thằng em bên đây nè. Dạ. Em chủ chùa đó. Dạ, dạ. Nó cho miếng đất rồi á, thằng con nuôi nó nói thôi ba ơi giờ khổ quá để con dẫn đi xin hàng rồi em cũng nhờ, không chứ có ở nhà có biết cái gì đâu. Dạ. Lúc đó coi như sắp điên sắp khùng hết rồi, có biết gì đâu. Chính chú với gia đình chứng kiến cái cảnh đó nên đâu có chịu nổi. Không chịu nổi, không tính gì được luôn. Đầu óc không còn nữa mà để tính. Nghĩ nhắm mắt khi trong túi đó là hai vợ chồng không có được 500 ngàn đừng nói chịu.
không có được 500 ngàn nữa, làm sao tính cái gì nữa đây, con nằm xuống được ở đó thì nói hàng trăm triệu đúng không? Yeah. Tất cả hết chi phí là nó phải hàng 70-80 triệu, nhưng giờ trong túi không có 500 ngàn. Còn vợ, còn nhà nó thì đúng không? Nhà nó thì không có gạo nóng. Yeah. Tất cả từ hôm Tết nay mẹ con ăn bên đây. Ăn đây không? Vợ chồng tôi nấu cơm nước qua đây ăn, mẹ con tất cả tôi nuôi từ hôm Tết nay luôn. Yeah. Thì cũng nhờ mấy chú như vậy thì yeah. tôi rất cảm ơn. Còn bây giờ trên xã hội, trên cộng đồng, những người có những người tốt, có những người xấu. Dạ đúng không, phải là nói là tốt hết mà xấu hết. Đó. Thì tôi rất cảm ơn những người có cái lòng hảo tâm. Còn tôi không thù oán, không ghét bỏ những người đã chi trách gì tôi và dạ. gia đình của tôi. Tôi không thù oán, không ghét bỏ mấy người đó đâu. Nói thật lòng mà nói. Ai nói thì mang cái nghiệp của người ta gánh chịu. Dạ đúng rồi. Vậy thôi. Chứ cái sự thật nó là chơi đó phơi bày đó. Cái con cháu mình vậy mà năm một đứa hai đứa là đã mệt rồi, này năm đứa. Đúng rồi. Dạ, thì tôi con chia sẻ lên cô bác, sẵn là chúc con cũng có ít quà gia đình mình á. Nếu cháu... tôi nói thẳng luôn, nếu mà con tôi bị tình trạng này thì các chú chia lên cộng đồng mạng, thì những mạnh thường quân còn cứu trợ giúp đỡ cho năm đứa cháu dạ. tôi chút đỉnh. Chứ nếu mà con gái tôi nó bệnh nó nằm xuống, nó chết thì năm đứa này tôi cũng phải nuôi. Dạ đúng rồi. Có ai cho tôi được đồng nào? Dạ. Đúng không? Chứ cũng cái đó chuyện bất đắc dĩ rồi, chứ đâu ai mà mong muốn. Đúng rồi, đâu ai mong muốn đâu. Dạ. Nhưng mà tôi đáng ngại đáng lo cái chỗ là bây giờ tôi á với bà nè, sang năm tôi cho 3 năm nữa đi thì tụi này chưa được bao nhiêu tuổi, mà tôi nằm dạ. xuống rồi còn mình bà làm sao bà gánh nổi. Dạ đúng rồi. Gánh nổi cái gánh này đây. Tại vì nó còn quá nhỏ mà chú càng lớn. Tôi đi rồi. Dạ. Tôi dạ. bỏ bà rồi thì bà làm sao gánh nổi gánh này đây. Dạ. Còn tôi thì tôi còn quậy được chút đỉnh này nọ đem về lo cho gạo thóc, lo cho cơm cháo cho mấy đứa nhỏ. Dạ. Còn mà tôi nắm mắt xuôi tay rồi thì bà bó tay luôn. Năm đứa nhỏ này không biết đi gì đâu. Dạ. Rồi cô cũng đang làm kia. Chú. Dạ. Thôi chú nghỉ ngơi đi dạ. rồi chúc con cũng vòng vòng đây với con ra thăm ngôi mộ ngoài. Dạ. Rồi cũng có cô bác Mạnh Thường Quân. Dạ. Chỗ ra mà. Dạ cũng nhớ mãi mãi. Nhưng mà cũng có cô bác cũng hỏi cái địa chỉ với cái nhà ở đây á. Thì cũng dết bữa nó cũng xuống thu xếp để thăm gia đình mình đó chú. Dạ. 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 Cô chú nghỉ ngơi tí nha. Thôi tôi cũng dạ. có lời để gửi lời chúc sức khỏe tất dạ. cả các mạnh thường quân. Để mà dạ. sức khỏe coi như là an khang thịnh vượng. Dạ. Rồi. Để mà sống tốt. Vừa rồi cũng là những cái lời chia sẻ của một cái người chú. Đây là ba ruột của chị Nhung ấy, cô bác anh chị. Thì là một cái nạn nhân vừa mới mất và chôn cất vừa mới hôm qua. Thì Phong cũng thật sự là chia buồn cùng gia đình và gửi những cái lời chia buồn chân thành và sâu sắc từ những khán giả yêu thương thân thương của kênh Phong Nguyễn. Thì Phong Nguyễn chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại ông bà trong những đoạn video tiếp theo.